Hello, xin chào tất cả các anh em Nam Media nha. Rồi, cái bếp này giới thiệu cho tất cả anh em ha. Đây là một dòng ngọn Target nè. Đây là một dòng ngọn carbon Target nha anh em ha. Đây là dòng ngọn carbon hàng công nghệ của châu Âu nha anh em ha. Đây là dòng ngọn carbon công nghệ của châu Âu. Phíp là phíp Adam ha. Đầu xịn anh em. Đây là đầu 10 lớp xịn nha. Ok ha. Đây là nguyên một cây hàng nhập của châu Âu về nha anh em ha. Hàng công nghệ châu Âu rất là xịn. Dành cho mấy anh em mình mà để độ lại mấy cái cây cơ ba băng của anh em đang xài đó nha. Đây anh em nghe cái tiếng carbon nè. Anh em nghe tiếng carbon anh em đó không? Ok ha, rất là cứng nha. Ok. Rất là cứng nha anh em ha. Đây là dòng ngọn carbon nha. Hiện tại bây giờ mình đang có hai loại răng dành cho mấy anh em mình chơi ba băng. Một là Guardian và hai là 380 nha anh em ha. Đây. Đây. Anh em nghe tiếng là thấy carbon này nha. Rất là xịn nha anh em ha. Ngọn này là ngọn carbon xịn đàng hoàng nha. Rồi, đây mình vô ngọn cho anh em coi ha. Đây là ngọn carbon nha. Target nha. Ngọn carbon dùng cái độ lại cái cây đúp phu của anh em xài ha. Răng nào 380 là vô được hết nha anh em ha. Đây. Anh em cứ lấy về dặn cho tôi. Mình ta go răng xong hết rồi. Cứ về lấy vô dặn như là xài thôi ha. Đây. Đây, anh em thấy không? Vô là vừa khít luôn nha. Ngọn thẳng nha. Đây, đầy đủ ha. Đây, đúp phu nè anh em. Ok, đúp phu rồi ha. Đây, vô ngọn carbon nè, anh em thấy không? Vô ngọn carbon nha. Còn dư ra một ngọn luôn ha. Rồi ha. Anh em có thể chơi hai ngọn. Một ngọn LDC và một ngọn carbon. Ok. Đây nha. Quá đẹp nha anh em ha. Rồi, đây.